Quý vị thân mến, giải xe đạp VTV Cup đang diễn ra rất hấp dẫn. Đây là giải đấu quốc tế với sự góp mặt của các đội đua lớn trong nước và các đội đua nước ngoài đến từ các câu lạc bộ mạnh của châu Á. Qua những ngày tranh tài có thể thấy được, sự hiện diện của các đội đua nước ngoài đã nâng tầm chất lượng giải, cũng như giúp cho các cua rơ Việt Nam có được những kinh nghiệm trong thi đấu. Những danh hiệu ở giải đua năm nay đều không thuộc về các cua rơ Việt Nam, mà thay vào đó là sự thống trị của những cá nhân đến từ các đội đua nước ngoài. Giải xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 quy tụ hàng loạt tay đua của 6 câu lạc bộ mạnh nhất Việt Nam tranh tài cùng 6 câu lạc bộ quốc tế đến từ Indonesia, Hà Lan, Lào, Philippines, Thái Lan và Hàn Quốc. Trong số 6 đội đua quốc tế, DGN Road Cycling Team Indonesia được đánh giá cao nhất nhờ sở hữu lực lượng vận động viên thường xuyên tham dự các cua đấu chuyên nghiệp. Riêng giới Navy Standard, đội đua đến từ Philippines, nổi bật với đương kim áo đỏ Zenday Navara, sở hữu khả năng leo đèo cực tốt. Trong khi đó, đội hình của Corel Cycling Hàn Quốc, đương kim vô địch Jung Jang cũng tiếp tục góp mặt cùng các đồng đội bảo vệ danh hiệu áo vàng. Với lực lượng 100% nội binh, Anh Văn vừa vượt biển thành phố Hồ Chí Minh gồm các hảo thủ Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Trường Tài, hạng 3 năm 2017, tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch đồng đội lẫn giải thưởng áo xanh dành cho tay đua nước rút của Lê Văn Duẩn. Hai ekip tập đoàn Lộc Trời An Giang, Bayline Đồng Nai tăng cường hai ngoại binh. Dự báo sẽ đem đến những kết quả bất ngờ. Đội hình An Giang hiện sở hữu tay đua Xavier, ngoại binh Tây Ban Nha, từng đoạt ngôi Á quân mùa trước trong màu áo của Bayline Đồng Nai. Còn Dược Đô Mexico Đồng Tháp hay Quân khu 7 cũng đều mang tới một đội hình mạnh nhất của mình. Dù các đội đua trong nước có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trên thực tế, ở đường đua, các đội đua gạo cội như tập đoàn Lộc Trời, Anh Giang Hội Dược Mỹ hay Dược Đô Mexico Đồng Tháp đều không thể cạnh tranh các danh hiệu trên bảng tổng sắp cá nhân cũng như đồng đội. Qua 12 chặng đua thì đã có đến 11 chặng chiến thắng thuộc về các cua rơ nước ngoài. Chỉ duy nhất một lần, cua rơ Lê Văn Duẩn về nhất ở chặng 6 từ Quảng Bình về Huế. Bên cạnh đó, mùa giải năm nay lộ trình đường đua dài khiến cho nhiều tay đua của Việt Nam tỏ ra hụt hơi so với các cua rơ nước ngoài khi phải cài ải trên quãng đường hàng trăm km. Giải VTV Cup 2018 này, ban tổ chức có mời 6 đội nước ngoài. Thì thực sự năm nay so với năm trước là lực lượng các vận động viên nước ngoài rất là mạnh. Và các vận động viên đó từng thi đấu các giải ở châu Á hay là Đông Nam Á có 2.1, 2.2, thành ra giải năm nay chất lượng chuyên môn rất là cao. Năm nay chúng ta đã biết chúng ta có 6 đội quốc tế và 6 đội trong nước. Lực lượng tham gia đã đồng đều và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm trước. Cho nên trong suốt các chặng đua, các cuộc tấn công diễn ra liên tục và tốc độ luôn được duy trì ở mức độ cao. Đặc biệt là chặng đua từ Hà Nội về Thanh Hóa tốc độ đã lên tới 48,464 km/h, một tốc độ có thể nói là kỷ lục của Việt Nam. Cá nhân tôi cũng như những người tham gia giải đua đều rất là vui trước kết quả này, và chúng ta đây là cơ sở để chúng ta hy vọng rằng ở những trận đua tiếp theo các diễn biến sẽ còn hấp dẫn hơn với những cung đường đua có nhiều yếu tố để cho giúp các đội có thể tấn công tiếp để giành chiếm những cái giải thưởng lớn của giải đua. Việc xuất hiện các đội đua nước ngoài làm cho giải được nâng tầm chất lượng, đồng thời cũng giúp các cua rơ trong nước làm quen với nhiều chiến thuật thi đấu mới. Trong nhiều chặng đua, vận tốc trung bình được đẩy lên rất cao. Các đội đều thi đấu rất quyết liệt, so kè với nhau từng chiến thuật trên đường đua. Nhưng có vẻ rất khó để các cua rơ Việt Nam có thể so kè về độ bền so với các cua rơ đến từ Hàn Quốc, Malaysia hay Hà Lan. Nhìn vào bảng thành tích, gần như các danh hiệu đều thuộc về các cua rơ nước ngoài, cả cá nhân cũng như tập thể. Duy chỉ có chiếc áo đỏ thuộc về ngoại binh của đội xe đạp tập đoàn Lộc Trời là Satra Beret. Nếu so với mùa giải 2017, thì mùa giải năm nay các đội đua trong nước gần như trắng tay. Nguyên nhân không chỉ vì trình độ các cua rơ chưa bằng, mà mặt khác là các đội đua trong nước thường ghen cửa nhau trên đường đua, tạo cơ hội để các đội đua nước ngoài thoải mái đánh chiếm các danh hiệu. Thế nên cái giải năm nay thì chạy cái thi đấu, cái chất lượng thi đấu tốc độ rất là cao, là tại vì có 6 đội nước ngoài qua. Thì cái này là cái rất là hay để cho Việt Nam chúng ta học hỏi và cái kinh nghiệm, cái tốc độ và cũng như là cái thi đấu của vận viên nước ngoài. Tôi nghĩ nếu mà cái giải như vậy mà chúng ta có làm được cái thường xuyên á, thì có thể là cái vận viên ta được phát triển rất là nhiều. Đặc biệt là cái đội Việt Nam chúng ta biết là mình thua hơn các vận viên nước ngoài, nhưng mà cũng không đến nỗi là thua nhiều lắm. Chỉ có một phần là tự vận viên Việt Nam mình là đè với nhau thôi, để cho thà cho nước ngoài ăn chứ không cho Việt Nam ăn. Chứ nếu không mà chúng ta mà chịu đoàn kết là chúng ta chạy thì tôi nghĩ là mình cũng thua các đội nước ngoài không đến nỗi xa lắm. Như thấy như trong cái bảng tổng sắp là hầu như là tất cả 10 vận viên
đều là nước ngoài hết, và hoặc là những cái chiếc áo là đều là vận viên nước ngoài hết, chứ người Việt Nam của chúng ta là không có. Nó đổi như đồng đội cũng vậy, nó giờ cũng ba đội nước ngoài nằm ở trên hết. Các đội nước ngoài chiến thuật của họ thì mạnh về đều, như Philippines, Indonesia hay là Hà Lan, Thái Lan. Thì các đội đó mạnh về đều nên chiến thuật của họ vô đều họ sẽ tấn công để lấy thành tích. Thì các đội Việt Nam thì thật sự thì không có bao nhiêu vận viên để theo bám họ, nên hiện nay thành tích của các đội Việt Nam thua kém các đội nước ngoài. Chiến thuật của đội thì có thành tích rồi thì mình cố gắng mình bảo vệ, thì vì các đội nước ngoài họ cũng đem đội hình mạnh nhưng họ cũng chỉ có 7 người, thì chiến thuật của đội nào cũng không có dám buông sức từ sớm, vì vậy thì các trận cuối các đội sẽ tập trung tấn công, và các trận cuối nhiều hơn thì toàn đội sẽ cố gắng theo dõi các đội nước ngoài thi đấu và đưa ra chiến thuật hợp lý. Ở Việt Nam thường có nhiều giải xe đạp, nhưng hầu hết là các giải dành cho các quốc gia nội thi đấu với nhau. Không có nhiều giải mang tầm quốc tế như VTV Cup. Các quốc gia trong nước được cạnh tranh với các quốc gia đẳng cấp của châu Á. Qua giải đấu này có thể thấy được trình độ giữa các quốc gia trong nước và nước ngoài vẫn còn khoảng cách. Nhưng đây là cơ hội để các quốc gia Việt Nam có thể học hỏi được nhiều hơn.